Kính chào tất cả các anh em đã ghé thăm kênh review audio. Anh em mình ghé thăm đăng ký ủng hộ kênh để nhận được những video review mới nhất hàng ngày. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay em có về được một chiếc radio cầm tay của Nhật mang thương hiệu Sony. Chiếc radio cầm tay huyền thoại ICF-B200. Máy về trong tình trạng đẹp xuất sắc, mới 99%. Dòng radio cầm tay thiết kế để phòng chống thiên tai, cho nên chúng ta có thể không cần dùng pin, cũng không cần dùng điện mà sử dụng chức năng quay tay ở đây là đã có thể nghe vô tư thoải mái rồi. Máy về còn có cả túi để chúng ta đựng máy, túi mềm đẹp xuất sắc luôn. Các bác có thể đựng vào đây rất là gọn gàng, bảo vệ máy. Và ở bên ngoài, cái ngăn ngoài còn có sách hướng dẫn Cantolo đầy đủ. Sony ICF-B200, dòng này được sản xuất năm 1997, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, hàng Nhật xịn các bác nhé. Sách hướng dẫn đầy đủ. Rồi, bây giờ em mời các bác cùng khám phá chi tiết. Dòng radio cầm tay này thì có 2 băng tần, chính xác là 3 băng tần AM, FM và TV. Sóng FM 108 bắt full tất cả các đài Việt Nam. Các bác ở bất kỳ tỉnh nào thì chiếc radio này cũng bắt full đài, rất nhiều kênh, chúng ta an tâm, full tần số. Máy được thiết kế rất là cao cấp, với một cái màu ghi xám sang trọng, dày dặn, chắc chắn. Đây em có thể, ở đây có một cái nút gạt các bạn này. Nếu chúng ta gạt qua bên trên thì chúng ta sử dụng pin, còn chúng ta gạt xuống dưới là dùng cái chức năng quay tay ở đây. Chúng ta quay cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng mà không cần phải sử dụng đến pin. Đây, em đang dùng một tay thì nó hơi khó một chút các bác nha. Rồi, bây giờ chúng ta gạt xuống là chúng ta có thể nghe được. Quý vị và các bạn thân mến, khi chọn mua và chế biến các món ăn từ cá, nhiều người thường bỏ đi phần mỡ, da cá hoặc chỉ ăn những loại cá nạc đây, vì sợ bị béo phì và rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, em chưa có bỏ pin vào nha. Bỏ qua mỡ cá là chúng ta cháu đã lãng phí nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia hướng dẫn cách sử dụng chất béo từ cá. Cái mỡ cá là cũng có chứa các thành phần giá trị dinh dưỡng cũng tốt cho cơ thể. Nên chúng còn ta nếu chúng ta dùng pin, chúng ta gạt vào đây. Chúng ta sẽ gạt lên trên thì chúng ta sẽ dùng pin các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ lắp pin vào để em test luôn cho các bạn này. Chúng ta chỉ cần quay một tí xíu thôi là nghe thoải mái, có thể là cả chục phút, 20 phút luôn. Đó, lắp pin đang cố gắng là một tuần độ khoảng 2 đến 3 bữa cá thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được các cái cá. Máy dùng 2 pin tiểu rất là tiện lợi. Vừa sử dụng chất béo. Pin 2A. Cá đều nó mang lại. Made in Japan các bạn này. Chúng ta có thể dùng muối, chanh, dùng giấm, dùng có thể rượu hoặc chúng ta dùng các cái gừng gia vị để chúng ta làm bớt cái vị tanh của cá đi. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng muối thì chúng ta phải rửa sạch đi để tránh được cái dư muối khi chúng ta ướp cá. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến ngày 12 tháng 9, có khoảng 4,97 triệu ô tô trên cả nước, chiếm 96%, đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng. Cái này là volume đó này, volume lớn nhỏ nhá. Còn lúc này là để chúng ta chuyển qua các cái kênh sóng. Cái này là tuning dò đài, volume. Trên các tuyến quốc lộ được vận hành theo phương án duy trì một làn thu phí hỗn hợp ở mỗi chiều xe chạy. Các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử. Máy có cái đèn ở đây rất đẹp này, chúng ta bấm nút vàng là đèn sáng các bạn thấy không? Đèn sáng ánh vàng đẹp lắm và sáng và nó là rất sáng luôn. Đấy, ban đêm thì các cụ, các bác chúng ta dò sóng nếu mà không có đèn, chúng ta bấm cái đèn này lên rất là sáng. Máy còn có chức năng còi báo động vì là để sản xuất phòng chống thiên tai. Chúng ta bấm nút đỏ này này thì nó sẽ có còi báo động. Đó. Như vậy là nếu mà người già, các cụ lớn tuổi mà lỡ mà chúng ta có vấn đề sức khỏe gì đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng để bấm nút đỏ này, kêu gọi người thân trợ giúp, rất là hay luôn các bác nha. Một chiếc radio cực kỳ tiện lợi, sản xuất tại Nhật, mới keng 99%, full tần số. Bây giờ em sẽ test bắt dò đài cho các bác cùng trải nghiệm. Âm thanh rất hay luôn. Vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Âm thanh rõ nét, nghe cực kỳ phải nói là hay và cái sóng thì sạch các bác nha. Này em mở lớn volume này. Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.
trong đó dành hơn 408 tỷ đồng để cải tạo công viên Thống Nhất, gần 330 tỷ đồng để cải tạo công viên Thủ Thiêm. Cụ thể thì những cái việc nào chúng ta có di chuyển đường DT743, chúng tôi nhận được thông tin về khu vực này là có đông quý vị nhé, và chúng ta đang phải di chuyển chậm đoạn đi qua bệnh viện quân đoàn 4. Cái nào học được môn nào, được không được môn nào thì bay phải biết chứ. Cái gì mà môn nào cũng mắc kèm hết là sao? Trời, con thấy vậy cho chắc ăn nó ơi. Con người ta học còn khủng khiếp hơn con mình nữa đó. Thôi thôi thôi, đừng có so sánh con mình với con người ta. Cái chuyện học nhiều học ít, má thấy à. Vậy một dược phẩm trung ương 3, tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Và sẽ lưu ý với những ai thích chúng ta. Nhưng với những người mắc bàng quang tăng hoạt, chỉ cần 101 trong những người nhỏ uống trà, đọc sách chiêu chiêu và có thể lắng nghe âm nhạc bao nhiêu này lắm các bạn, và những ngày khác nếu như mà mình cảm thấy cần có một ngày tâm hồn mình thả bay. Nhiều thính giả lớn tuổi cũng ngại không dám đi chơi xa chỉ vì những rối loạn tiểu tiện này. Không chỉ gặp những phiền toái đó, nhiều thính giả còn chia sẻ với chương trình. Thấy hạnh phúc người ơi, chỉ cần ta được có nhau trong Việt Nam cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thành trình bày. Con có mẹ, có cha yêu thương, cha cho con những điều cần. Là liệu cái đó mới phát hiện ra. Mong con ở bắt quá trời đài luôn. Em thử qua tần số hai em luôn này. Hai em nhé, hai em chúng ta gạt vào giữa này. Quá. Nhưng mà riêng người lái xe thì cái chuyện chóng mặt này thì tôi khuyên là chúng ta phải tìm đến gốc rễ vấn đề và phải giải quyết làm sao cho nó triệt để. Đặc biệt khi anh mà lái xe ở đường dài chẳng hạn thì nó có thể gây khó khăn não và từ đó nó gây ra tình trạng là thiếu. Chúng ta gạt xuống dưới cùng thì là tắt. Ở giữa hai em và trên cùng là FM. Sóng sạch nét căng, tần số 108 bắt full tất cả các đài. Một chiếc radio mới căng, huyền thoại. Các bác có thể để đầu giường, mang đi đâu nghe cũng tiện. Tính thì rất là tốt các bác nha. Máy về trong tình trạng còn túi, còn sách hướng dẫn mới căng 99%. Các bác quan tâm liên hệ giúp em qua số điện thoại 0916 950595. Các bác ở gần ghé thăm 104 đường phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bác lưu ý là đến thì điện trước giúp em để thu xếp ở nhà đón tiếp các bác được chu đáo. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.